Rồi, chào con. Con tên gì? Con tên là Nguyễn Hoàng Mai Anh. Mai Anh à? Dạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ, con 10 tuổi. 10 tuổi à? Dạ. Thế ai đánh mắt cho con ấy? Dạ, ai con tự. Con tự đánh á? Dạ. Đây chị xem nào. Con kẻ cái này là màu đen hay là màu gì? Có cả màu đen đúng không? Dạ, mẹ con. Đấy, cả cái này trông như là con biết Cleopat không? Dạ. Trông con hơi giống Cleopat đấy. Hát bài gì? Dạ con hát bài Tàu Ăn Qua Núi. Gam gì con nhớ biết không? Dạ. Con hát gam gì con biết không? Cho con hát đi chú thử tông. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua núi mà lòng anh mơ. Mây bay đỉnh núi nhớ thương nhau.